Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi với nhỏ sẽ mở một cuộc thi thả diều. Cuộc thi thả diều này mang tầm quốc tế luôn các bạn. Được tài trợ bởi tập đoàn Gốc Chia Sẻ. Và chúng tôi sẽ làm một con diều gọi là truyền thống nhất, là diều bằng giấy các bạn. Và chúng tôi sẽ dán bằng cơm. Sau khi làm con diều xong, chúng tôi sẽ tổ chức ngoài trời. Ở ngoài đây. Hai thằng sẽ chạy ngoài đây. Một cuộc thi rất là mang tầm quốc tế các bạn. Rồi, bây giờ tôi với nhỏ sẽ bắt đầu làm diều thôi. Và chúng tôi sẽ làm bằng giấy và cơm các bạn. Dán bằng cơm. Cái này nhiều bạn hồi nhỏ mà hay thả diều có thể là biết đến cái kiểu làm này. Còn bây giờ thường là ra chợ mua không à? Diều bằng bằng gì ta? Vải. Bằng vải đúng không? Cho nên là nó không còn đúng theo cái cách tuổi thơ nữa. Giờ tụi tôi sẽ mang lại các bạn một cuộc thi thả diều đúng phong cách hồi xưa luôn. Lát hai anh em sẽ đấu diều với nhau nữa các bạn. Khá là gay cấn. Rồi. Bây giờ mình làm diều thôi. Bây giờ tụi tôi bắt đầu làm các bạn. Đây là một tờ giấy các bạn gấp lại như nhỏ nè, em gấp lại. Đó, gấp lại như này nè. Để mình làm con diều các bạn. Hồi trước của tôi làm diều này không có lớn đâu. Cái này có thể các bạn làm ly lông được, nhưng mà đúng ra thì làm bằng giấy nè. Ly lông thì không sợ mưa, giấy gặp mưa thì coi như là rớt tàu. Tôi có làm một số cây tre các bạn, khá là đơn giản. Để mình lát mình lấy cơm mình dán các bạn. Đây, lát nữa mình sẽ làm như này. Đó. Vậy lại đưa qua như này các bạn. Rồi, vậy là xong á. Mình đâu mình dán vô. Rồi. Giờ cắt miệng cái miếng để mình dán các bạn. Trò này khá là vui các bạn. Nhỏ tôi đá diều này nè, đá mà đứt diều mà bay đi mất tức lắm. Không sao, ngày mai qua phục thù nữa, vậy nó mới vui các bạn. Tuổi thơ mà. Giờ mình sẽ tái hiện lại các bạn cái khoảnh khắc mà tôi làm cho nhỏ bị đứt diều khóc lóc tùm lum. Đây anh nhớ nha. Bây giờ chắc con nít thì hết chơi cái trò thả diều này rồi. Thường là mua diều kia và thả không à. Mấy cái diều bằng gì, bằng giấy với lại ni lông rồi đó nhỏ ha. Chơi diều giấy. Trước là tôi chơi cái diều này. Thẳng lúc đó chẳng có còn cái diều nào mà để cái diều giải lúc đó đâu có đâu các bạn. Ai tiền đâu mà đi mua mấy cái diều đó. Rồi, mình dán như này nè các bạn. Tôi có làm cái mũi nhọn. Các bạn biết làm gì không? Lát nữa cắm vô diều nhỏ. Đó các bạn thấy không? Cái như này nè. Cứ vậy mình dán thôi các bạn. Lấy cơm ra cái mình miết như này nè. Này gió lớn nè các bạn. Đừng đá mà. Em đi xa quá, em đi xa quá. Hết thuộc rồi đó. Hay. Đi vào lòng người. Đi vào lòng người. Tuyệt vời. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. À, thấy, trong cơn mưa chiều nay, Đặc Huy rất hay cho like nha. Tên em chết là ua xa cành, giờ còn trôi về nơi phương ấy.
người đã đi cho bao thân ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong em mơ cô đơn đợi chờ. Nhớ về em. Hết thuộc rồi. Tới đó rồi à. Nhỏ hát bài nghe chơi nhỏ. Quên lời rồi. Nhỏ ngại quá bạn. Nhỏ hát hay lắm. Lát chơi thua có khóc nha. Giao trước rồi đó. Gì đâu mà khóc. À. Cùng lắm vô là tập khác. Phục thù hả? Thường thì video của mình đăng là lúc 9 giờ nha các bạn. Còn nếu đăng muộn thì không biết, nhưng mà thường thì video của mình thì đăng lúc 9 giờ hàng ngày. Mình sẽ cố gắng là đăng video hàng ngày để chia sẻ cho các bạn xem. Còn mình không có dám hứa trước là ngày nào cũng có các bạn. Tại vì có cái gì đó mình mới chia sẻ cho các bạn xem được. Cho nên là các bạn có ý tưởng gì hay nhớ comment phía dưới nha. Này dán hơi nhiều đó. Mọi người chỉ là nắng nó không bay đâu. Tại sao anh thấy gió lớn nè. Bây giờ mày tí ra bay. Bay một phát là bay mất luôn. Dạ, bỏ tay ra đi. Dạ, bỏ bên này. Đặt chưa? Rồi em làm cái của em đi. Tự làm nha, không ai phụ nha. Không ai giờ, không ai phụ ai nha. Ủa. Cái gì vậy? Gì nữa, cuộc thi là không ai phụ ai hết á. Tự ai người đó làm đi. Gian lận đây này. Gian lận gì? Mà câu phụ em hồi đó em nói vì anh phụ lên là em thua nữa. Giờ không ai phụ ai hết á. Ok chưa? Không phụ được sao giá. Ai biết. Có nhiều thì thi, không có nhiều thì chịu thua. Đây. Xong một cái rồi các bạn. Lát nữa mình dán, còn dán đuôi phượng nữa. Rồi để đi. Cắt thêm giấy dán rồi nhỏ. Giờ hầu như ai cũng biết thả diều các bạn. Mà kêu làm diều thì chưa chắc mấy đứa nhỏ biết đâu. Bây giờ nó ra chợ mua hết rồi. Không còn như tụi tôi hồi trước nữa. Cái gì cũng mua hết à. Cái đuôi này phải cắt cho nó thật là đều. Lúc nó bay lên thì nó cũng bị seagull que. Seagull que nó bị gì? Nó lạng lách tùm lum á. Nhỏ cắt dán đuôi nhỏ. Từ phơi cho nó khô xíu. Làm diều khá là nhanh các bạn. Nó đơn giản mà. Các bạn nhớ đuôi, dán cái đuôi nó chắc chắc nha. Đuôi mà nó lỏng với là lên trên cao là nó bay, nó phóc tới xíu là nó rớt cái đuôi là coi như là cắm đầu liền á. Này các bạn dán hai đuôi hay bốn đuôi cũng được, ba đuôi cũng được, canh ở giữa đuôi cũng được.
mà sao cho nó đều á, nó không đều là hồi nữa là nó cắm đầu luôn rồi. Đuôi dài dài một xíu cho nó đẹp ha nhỏ ha. Dài thì tức cân được rồi. Nhỏ mặt mà sợ gì, đỡ lại nhiều. Một con nhỏ gấp hạt rồi các bạn. Đẹp không? Nên tặng người yêu không? Không, không có thường hay không. Lâu quá tôi không làm cũng vậy. Đây. Rồi ha. Ừ, rác nữa là thể thôi đó. Được rồi chưa? Đó, như này nè. Nó bay lên đâm vô cái diều nhỏ nó cái búp rồi xong. Đã đứt dây nhỏ luôn. Rồi, em làm đi, anh buộc dây. Rồi em đứng đó em thả đi. Cái chân dây nó tuột lên phải không? Diều nhỏ có vấn đề rồi. Đâu đưa em sửa chưa? Rồi thả dây liên tục á, gió lớn nè nó cắm đầu à. Bây giờ tôi ra tôi thả nha các bạn xem nè. Đây để anh thử con diều chiến của anh nè. Banh sát rồi các bạn ạ. Do cái sợi dây của tôi nó cạ vô con nhỏ cho nên là nó đã bị banh luôn rồi. Lúc nãy nó thấm nước vô các bạn. Đậu quá. Và cuối cùng tôi đã thua nhỏ rồi. Cái diều của nhỏ đâu rồi ta? Đâu nhỏ? À kìa kìa. Diều của nhỏ kìa các bạn. Bay lượn tùm lum rồi. Còn con diều tôi banh xác rồi. Phải thua nhỏ thôi giờ sao giờ.
thiệt á. Vâng, lần nào tôi chơi nhỏ cũng phải vừa chén hết các bạn, không hiểu tại sao. Nhỏ quá giỏi luôn. Nhỏ với thả lên trên kia các bạn kìa. Dù tôi mới ra lò bị sập sự cố vớt xuống đấy, cái đầm dấu chút cho nên nó ướt các bạn. Ôi xong, diều nhỏ đen. Diều nhỏ quay gần hơn trong cống rồi các bạn. Hôm nay gặp bão hay sao mà gió quá. Chạy lùi xuống. Đừng chạy lùi, đang gió lớn mà lùi. Không, càng càng đứt dây nhỏ rồi. Nhiều nhỏ hay ha. Hay ha. Thôi xong rồi. Đứt dây luôn. Xong cuộc đời. Ôi vậy là hồi nha. Đứt dây rồi. Vậy là hồi nha. Nha. Ủa, em bay lên rồi mất tính chứ em thắng. Vậy em thắng à? Rồi. Kết quả cuộc thi quốc tế thả diều thì tôi đã thua nhỏ các bạn. Cái này là thua là chẳng qua là thôi mà thôi thì thua đi ha, khỏi lý do lý giết gì ha. Thôi mình xin kết thúc video đây. Thôi cứ quay trên kia các bạn. Thôi mình xin kết thúc video đây, hẹn gặp các bạn trong video sau. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Mình với lại nhỏ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào thêm lần nữa đây nhỏ. Bye. Tuyệt vời luôn các bạn. Rất là vui. Check your style. Did your friends just come and hang out?